Kính thưa quý vị, mới đây, nhân vật gây xôn xao khi 3 năm liên tiếp đoán trúng đề thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã lên tiếng đính chính. Môn ngữ văn kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 vừa kết thúc, cũng là lúc cộng đồng mạng xôn xao với một fanpage Facebook có tên Kaito Kid đoán trúng đề thi. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 7, fanpage chia sẻ dòng trạng thái, cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc, đề thi chính là chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nha mọi người, chúc mọi người ngày mai thi tốt nhé. Trước đó, Kaito Kid đã công khai thăm dò ý kiến của cộng đồng mạng dự đoán đề thi môn ngữ văn bằng việc đưa ra tác phẩm văn học cho mọi người dự đoán. Kết quả cho thấy tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa được lựa chọn nhiều nhất. Không chỉ năm nay, Kaito Kid mới dự đoán trúng đề thi, cộng đồng mạng còn lan truyền ảnh chụp màn hình về dự đoán của 2 năm trước đó, 2020 và 2021. Kết quả cũng cho thấy Kaito Kid đã dự đoán đúng hoàn toàn. Như vậy, trong 3 năm liên tiếp, fanpage này trúng tủ với đề thi môn ngữ văn của kỳ thi trung học phổ thông. Không ít người đặt ra câu hỏi rằng tại sao môn ngữ văn lại dễ dàng được đoán trúng đề đến vậy. Điều này tạo ra tâm lý hoài nghi về tính bảo mật của đề thi, học tủ hoặc học chống đối để phục vụ điểm thi, đi ngược với chính sách giáo dục của mình. Ngoài ra, còn tác động tiêu cực đến quá trình học tập ôn luyện, một người chia sẻ. Được biết Kaito Kid là một siêu trộm trong bộ truyện về thám tử lừng danh Conan của Nhật Bản. Liên quan đến vấn đề có hay không chuyện lộ đề thi môn ngữ văn, ông Lê Mỹ Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chắc chắn không có chuyện này. Theo ông Phong, những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4 đến 5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề. Tuy vậy, ông Phong cũng thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an đã làm rõ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.